Đu theo chị Thanh Thanh Huyền check in cây thông gấu lớn nhất Việt Nam và cái kết. Sau khi mình thấy chị Thanh Thanh Huyền up cái clip check in cây thông gấu ở đây thì mình thấy rất là đẹp, và chắc chắn là sau khi phục hồi tóc thì mình quyết định là sẽ phải đến đây để chụp hình check in. Và mình đã bỏ ra gần 100 cành để vào đây order một ly cà phê vừa nhâm nhi cũng như là chụp hình check in với cây thông gấu lớn nhất Việt Nam. Ở đây giống như một cái công sự gấu vậy đó mọi người, có rất là nhiều thể loại gấu và ở đâu đâu cũng thấy gấu. Nào là gấu nâu ngồi sủi lơ, rồi lại tới gấu mẹ đu cột, và hàng loạt gấu con đu vòng nhìn rất là xinh luôn. Và những em gấu treo lơ lửng giống như là trong công xưởng vậy. Nhưng mà một điều mình nói thật sự, ở đây khá là đông, dù là trong tuần hay là cuối tuần gì cũng đều đông hết. Mình đã phải dành thời gian chờ đợi cũng như là chen chúc để mà chụp hình check in ở đây, cho nên mọi người xác định là khi đến đây mình phải chờ đợi để mà được chụp hình để check in. Nhưng mà bù lại ở đây chụp hình lên hình rất là đẹp luôn, nhất là các bạn nữ lên đồ chụp hình bao cháy. Và điểm đặc biệt ở đây là thức uống menu rất là đa dạng, có nhiều loại cho mình dễ lựa chọn, và ngoài ra cũng có bánh nướng, bánh ngọt và kem nữa. Mình đói bụng quá cho nên order 3 cái bánh luôn và ăn, thì mình thấy bánh ở đây rất rất là ngon.